Nó tự nhiên cái âm ly nó hỏng, cho nên tiện thể mình làm luôn cái sửa âm ly luôn. Nhưng mà vì là video khá dài nên mình sẽ chia ra làm nhiều tập cho nó đỡ mất thời gian, vì cái máy nó chạy không hết được cái thời gian dài. Bây giờ một cái ly bây giờ nha, mình bật lên. Mặt trước thì đèn đang còn có ấy, có đầy đủ đèn báo thứ hết, có hết, nhưng mà tiếng thì không có. Và quạt thì vẫn quay. Quạt vẫn quay. Cầu chì đứt. Cầu chì đứt mình tháo ra rồi. Vậy thì nó hỏng cái gì? Mình chẳng cần biết là nó hỏng cái gì, nhưng mà trước tiên là cứ phải tháo ra đã. Bởi vì thứ nhất là cái cầu chì đứt. Đèn đằng trước đang còn sáng thì có nghĩa là tầng khuếch đại, tầng tầng vang, tầng tín hiệu lọc xì, đấy, tầng mic vẫn đang còn, bởi vì mạch trước là đèn đang còn sáng. Và cái tầng gọi là tiền khuếch đại cho về sau khả năng cũng vẫn đang còn sáng, đang còn sống. Bởi vì bây giờ sẽ loại trừ cái gì hay hỏng nhất thì ta sẽ khám phá trước. Bởi vì Ali khoảng độ 99,9% là hỏng dàn công suất. Mình nói vui vậy thôi, đùa vậy thôi, chứ còn ở trong Ali nó hỏng nhiều thứ lắm. Giống như cái ông gì ông nói, ông bảo là muôn đời không hết bệnh, hàng trăm thứ bệnh, cho nên là không thể nào mà biết hết được. Bây giờ các bạn lấy ra và đo dàn công suất. Ở đây có hai loại Casio, đó là A1941 và C5198. Bây giờ các bạn để đồng hồ thang nhân 1 và các bạn bắt đầu đo đo sống trong mạch luôn, chứ bây giờ tháo hết toàn bộ ra là rất là ớn. Bây giờ mình đo con A1941, cái que đen nằm phía bên chân B. Que đen nằm phía bên chân B mà lên á là có vấn đề rồi. Que đỏ nằm phía bên chân B thì nó lên là đúng. Rồi que đen di chuyển là đúng, nhưng mà que đen mà nằm phía chân B mà lên khá là cao, khoảng độ 2 phần 3 đồng hồ. Như vậy là có vấn đề rồi. Như vậy bây giờ mình đo một cái con bên cạnh này, con thứ ba. Que đen nằm bên chân B thì kim không lên nhiều như vậy, chứng tỏ là hai con trong hai con này sẽ có một con chết. Chỉ có một con chết thôi, nhưng mà hai con nó nối song song thông mạch với nhau, nên là đo cả hai con nó đều lên cái chỉ số như vậy. Và nó chết ở đây là nó chết theo cái kiểu là ấy đấy, chết nhẹ nên là khó phát hiện, đặc biệt là đo trong mạch đấy. Mà đo trong mạch chỉ phát hiện được có một con thôi, mà đo trong mạch chỉ phát hiện được có từng đấy thôi. Bây giờ mình tháo một con ra và mình đầu mình đo que đen chân B thì không lên, que đỏ chân B, que đen di chuyển sang chân còn lại thì kim lên. Như vậy là con này đang còn sống và mình đã tháo nhầm cái con, một trong hai con đó thì mình đã không may tháo phải cái con đang còn sống, vậy thì con còn lại chắc chắn là chết. Đây bây giờ mình để que đỏ chân B thì lên bình thường, nhưng mà mình đo giữa C với E thì kim lên, chứng tỏ như vậy là nó đã hỏng. Điện thoại trong cái hộc tủ trên giường á, trên giường hỏng rồi. Đây mình đo thực tế bên ngoài cho các bạn nhìn. Hôm trước mình có làm lâu rồi, cách đây vài năm mình có làm cái video về sửa âm ly. Sau đó thì mình hát một phát từ đầu đến đuôi luôn.
Tại cái đợt đó mình cũng ngại nói và sau rồi nhận được rất là nhiều comment phê bình. Nhưng mà lỡ rồi biết sao, làm sao mà lồng tiếng có được nữa. Hôm nay mình lại quay lại bởi vì mình cũng đang còn chế cháo nhiều cái liên quan đến loa với ly, cho nên mình mới tiện thể mình sửa luôn. Các bạn có thể lấy cái hút thiếc, mua hút thì nó tiện hơn, bởi vì khi các bạn cắm cái con sò vào mạch thì nó sẽ ấy, nó sẽ nếu các bạn cứ để liều như vậy cắm thì rất dễ bị bong bong vỉ mạch, cho nên là các bạn phải mua cái hút thiếc. Mà nếu không có điều kiện mua hút thiếc thì các bạn lấy cái dây đồng, dây dây điện đấy, có lõi đồng nhỏ đó, các bạn chấm đẫm nhựa thông, sau đó thì các bạn dí vào và hút thiếc ra, thiếc nó sẽ dính vào những cái sợi dây đồng đó. Sau đó thì các bạn sẽ lắp những cái con sò mà các bạn xác định là đang còn sống trở lại và phải lót cái nhiệt cho nó. Lý do là mình làm cũng hơi lâu rồi vì thiếu linh kiện nên đang làm thì vứt đấy để đi mua linh kiện về. Về thực tế thì mình cũng có cái D718, B688 hoặc là C5200, nhưng mà bây giờ thay là phải thay, không phải là các bạn thay bừa bãi vào được. Nếu như trong ấy, trong âm ly thì các bạn phải thay đúng, một là các bạn phải thay cùng cặp, ví dụ như 5200 thì các bạn sẽ phải đi với cái con cặp với cái con 5200 đây, A1943, không thì các bạn A1941, A1941 thì các bạn sẽ phải cặp với C5198, như vậy nó mới hoạt động đồng đều được. Còn nếu các bạn mà không thay cặp khiễng vào, nó sẽ hoạt động không đồng đều và lâu ngày sẽ hỏng. Giả sử như các bạn làm bong cái vỉ mạch lên như thế này thì sao? Và mình đang làm giờ đến đây rồi, xin mời các bạn đón tiếp xem phần 2.